Đây là cách kiếm thật nhiều tiền khi thị trường crypto vào giai đoạn uptrend năm 2025. Thị trường crypto trong năm 2024 và năm 2025 có khả năng cao là sẽ tăng trưởng rất là mạnh. Đó là theo thuyết chu kỳ 4 năm của thị trường, cũng như sự kiện halving của Bitcoin diễn ra 4 năm một lần. Khi mà thị trường bắt đầu lạc quan, giá của Bitcoin thì liên tục tăng, thì việc kiếm tiền hầu như là rất là dễ, bởi vì chúng ta có rất là nhiều cơ hội. Trong video này, mình sẽ chia sẻ cách làm thế nào để x10, x20 lần tài khoản khi mà thị trường diễn ra một giai đoạn uptrend mà mình đã làm được ở trong chu kỳ năm 2020 và năm 2021. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Machine ATM. Mình là Huy. Trước tiên, mình sẽ nói về chu kỳ 4 năm của Bitcoin cũng như là cả thị trường crypto để các bạn có được một cái nhìn tổng quan hơn, và sau đó các bạn có thể tự đối chiếu và so sánh đối với các altcoin. Chu kỳ 4 năm của Bitcoin và cả thị trường crypto sẽ là: bắt đầu từ năm 2013 là thị trường uptrend, 4 năm sau đó là năm 2017 cũng là thị trường uptrend, và 4 năm sau đó nữa là năm 2021 cũng là thị trường uptrend, và 4 năm sau năm 2021 là năm 2025 có khả năng cao thị trường uptrend sẽ được lặp lại. Và tương tự đối với thị trường downtrend cũng đã diễn ra theo chu kỳ 4 năm, đó là năm 2014, năm 2018 và năm 2022 vừa rồi. Vậy thì giai đoạn trước uptrend là những năm nào? Và đây là cái cách gọi của mình, đó là pre-uptrend. Đó là năm 2016, năm 2020 và năm 2024 cũng theo thuyết chu kỳ 4 năm của thị trường crypto. Và hiện tại chúng ta đang đứng ở một giai đoạn đó là pre-uptrend, tức là trước khi mà xảy ra sự kiện uptrend, đó là năm 2024. Đối với Bitcoin, cứ sau mỗi lần diễn ra sự kiện halving thì Bitcoin lại tạo một đỉnh giá mới, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Có thể là trong tương lai sẽ không còn đúng, nhưng mà tính đến thời điểm mà mình làm video này thì dữ liệu lịch sử vẫn đang được lặp lại, cho nên mình vẫn tin rằng là cái tính chu kỳ của thị trường crypto vẫn sẽ được lặp lại. Tâm lý thị trường cũng như vậy, khi mà giá còn rẻ thì không ai quan tâm và không ai mua cả, nhưng mà khi giá bắt đầu tăng mạnh lên rồi thì người dân bắt đầu đổ tiền vào và mua FOMO và hỏi những câu hỏi như là lúc này có còn mua được hay không. Và đối với mình á, thì mình nhận được rất là nhiều câu hỏi như vậy, và mình rất là ngại khi mà trả lời những câu hỏi đó, bởi vì những cái lúc đó là giá đã bắt đầu tăng lên rất là mạnh rồi, và nếu như mua vào thì khả năng đu đỉnh sẽ rất là cao. Vì vậy, tâm lý đó cũng là một yếu tố rất quan trọng giúp cho thị trường có tính chu kỳ được lặp đi lặp lại như vậy. Tính đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã có những quỹ ETF Bitcoin đến từ các quỹ truyền thống lớn tham gia vào thị trường crypto như BlackRock, VanEck hay Fidelity. Đây là một công cụ thu hút thêm dòng tiền rất là lớn từ các nhà đầu tư ở Mỹ. Tại thời điểm mình làm video này, những quỹ ETF Bitcoin mới của BlackRock hay Fidelity, mỗi quỹ đã mua và quản lý hơn 2 tỷ đô Bitcoin. Ngoài ra còn có rất là nhiều quỹ ETF khác cũng đang mua vào Bitcoin liên tục. Và đó cũng chính là một trong những yếu tố rất là quan trọng giúp cho mình tin tưởng rằng là thị trường crypto đang ngày càng phát triển hơn. Trong tương lai, có khả năng cao là các quỹ ETF là một công cụ rất là tốt để thu hút thêm dòng tiền mới chảy vào thị trường crypto, và việc mà SEC đã chấp thuận ETF của Bitcoin dường như đã ngầm công nhận cái tính pháp lý của Bitcoin, cho nên các nhà đầu tư ở Mỹ họ sẽ an tâm hơn khi mà đầu tư vào Bitcoin thông qua các quỹ ETF này. Gần đây, Google đã cập nhật chính sách của họ và cho phép quảng cáo Bitcoin. Vì vậy, các quỹ ETF lập tức quảng cáo sản phẩm của họ trên nền tảng của Google. Đây cũng là một tín hiệu tốt dành cho Bitcoin trong những năm tới. Trong năm 2024 này, thì Bitcoin cũng có một chất xúc tác có thể sẽ đẩy cho giá của Bitcoin tiếp tục tăng mạnh. Đó là sự kiện halving của Bitcoin. Trong dịp Tết năm nay, các bạn nhớ tham gia sự kiện có tổng giải thưởng hơn 1 tỷ đồng từ Coin98 Wallet nha. Cách tham gia và đổi thưởng rất dễ, nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Đường link hướng dẫn tham gia mình để ở dưới phần bình luận của video này. Như các bạn cũng đang thấy ở trên màn hình thì đây là biểu đồ giá của Bitcoin từ giai đoạn năm 2011 cho đến thời điểm mà mình làm video này. Và ở đây là trên khung thời gian tháng. Và trên khung thời gian tháng chúng ta thấy được là Bitcoin đã trải qua 3 lần diễn ra sự kiện halving ở năm 2012, năm 2016 và năm 2020. Hiện tại chúng ta đang hướng đến sự kiện halving lần thứ tư của Bitcoin diễn ra ở cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm 2024 này. Và các bạn thấy được là chúng ta đã trải qua được 3 lần diễn ra sự kiện halving, và cứ sau mỗi lần halving thì Bitcoin lại đều tạo những cái đỉnh sau cao hơn đỉnh trước rồi các bạn. Mình sẽ đi sâu vào từng chu kỳ cũng như là những lần diễn ra sự kiện halving để chúng ta có thể rút ra được điều gì sau những lần Bitcoin halving hay không nha. Các bạn thấy được là ở năm 2011, năm 2012 thì lúc đó Bitcoin
Bitcoin đã tạo đỉnh ở quanh khu vực là tầm 30 đô. Và lúc mà diễn ra sự kiện halving thì Bitcoin ở mức giá là khoảng 10 đô. Và sau khi mà sự kiện halving diễn ra được 4 tháng hay các bạn, 4 tháng tức là 4 thanh nén tháng ở đây mình có kể ra, thì Bitcoin đã phá cái đỉnh cũ của nó, phá cái đỉnh ATH của nó. Và các bạn thấy được là khi mà Bitcoin phá cái đỉnh ATH thì dòng tiền FOMO chảy vào thị trường rất là nhiều. Và điều này chúng ta đã thấy thông qua những chu kỳ gần đây nhất, đó là năm 2020, năm 2021 cũng như là năm 2017. Và các bạn thấy được là ở chu kỳ năm 2012 này á, thì Bitcoin chỉ có mức giá là khoảng 10 đô cho đến 30 đô mà thôi. Và tất nhiên là mức vốn hóa của Bitcoin lúc đó rất là nhỏ luôn các bạn. Cho nên là việc mà giá của Bitcoin phá cái đỉnh ATH cũ của nó chỉ trong vòng 4 tháng thôi rất là dễ dàng, bởi vì là vốn hóa của Bitcoin lúc đó còn rất là bé ha các bạn, cũng như là có rất là ít người biết đến Bitcoin ở trong thời điểm đó. Cho nên là việc Bitcoin phá đỉnh ATH chỉ cần khoảng thời gian là 4 tháng mà thôi. Và bởi vì là Bitcoin có vốn hóa nhỏ và ít người biết, cho nên là mình sẽ bỏ qua cái chu kỳ này ha. Và tiếp theo mình sẽ đến với sự kiện halving lần thứ hai của Bitcoin ở năm 2016. Chúng ta thấy được là sau khi mà Bitcoin diễn ra sự kiện halving xong thì đến tận là 8 thanh nén tháng sau, tức là 8 tháng sau thì Bitcoin mới phá được đỉnh cũ của nó là ATH cũ ở năm 2013-2014 là quanh khu vực là tầm 2.000 đô thôi các bạn, 2.000 đô. Thì giá của Bitcoin sau khi mà diễn ra sự kiện halving lần thứ hai á, thì cần đến tận là 8 tháng sau thì Bitcoin mới phá cái đỉnh cũ của nó. Và lúc đó tất nhiên là cái vốn hóa của Bitcoin vẫn còn rất là bé, nhưng mà lúc này thì mình thấy rằng là vốn hóa của Bitcoin cũng đã to hơn so với chu kỳ năm 2012 rồi. Cho nên chúng ta thấy được là 8 tháng. Và các bạn cũng thấy được là khoảng thời gian 8 tháng sau khi halving cũng là một khoảng thời gian khá là tốt để cho giá của Bitcoin phá được đỉnh cũ của nó ở trong chu kỳ năm 2016. Và đến chu kỳ năm 2020 là lần sự kiện halving thứ 3 của Bitcoin, thì chúng ta thấy được là sau khi mà Bitcoin halving thì cần đến tận là 7 tháng sau khi mà Bitcoin halving thì Bitcoin mới phá được đỉnh cũ của nó ở năm 2017 là quanh khu vực 19 cho đến 20.000 đô thôi các bạn. Thì cần đến tận là 7 tháng sau khi mà halving thì Bitcoin mới phá được cái vùng giá này. Và chúng ta cũng đã thấy được là ở trong những chu kỳ trước đây thì mỗi lần mà Bitcoin phá đi đỉnh cũ của nó, thì lúc đó dòng tiền FOMO bắt đầu chảy vào thị trường và đẩy cho giá của Bitcoin tăng lên rất là mạnh ha các bạn. Sau khi mà Bitcoin phá đi cái vùng đỉnh cũ ATH của nó, đó là ở trong giai đoạn từ năm 2012 này, năm 2016, 2017 và gần đây nhất là năm 2020, năm 2021. Và chúng ta đang hướng đến sự kiện halving lần thứ tư của Bitcoin diễn ra ở tháng 4 cho đến tháng 5 năm nay. Và mình sẽ lấy cái mốc thời gian là khoảng từ 7 tháng cho đến 8 tháng sau khi mà diễn ra sự kiện halving thì Bitcoin sẽ phá cái vùng đỉnh cũ của nó, vùng ATH 69.000 đô tính đến thời điểm hiện tại ha các bạn. Thì chúng ta thấy được là có khả năng cao là Bitcoin cần đến tận là 7 cho đến 8 tháng, tức là hiện tại chúng ta sẽ có cái khoảng thời gian Bitcoin phá vùng đỉnh ATH 69.000 đô sẽ rơi vào khoảng tháng 11 và tháng 12 năm 2024 này. Vậy thì sau khi mà các bạn và mình cũng đã đều xem qua cái dữ liệu trong quá khứ của Bitcoin đến thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể rút ra được một điều, đó là tầm 7 cho đến 8 tháng sau khi mà diễn ra sự kiện halving của Bitcoin trong năm nay thì Bitcoin sẽ tạo ra một cái đỉnh mới, tức là giá của Bitcoin sẽ phá đi khu vực 69.000 đô ở khoảng thời gian là tầm tháng 11 và tháng 12 năm nay. Lúc đó chắc chắn rằng là báo chí và truyền thông sẽ liên tục đưa tin vào Bitcoin và từ đó dòng tiền mới của những nhà đầu tư F0 bắt đầu chảy vào thị trường crypto và FOMO và tiếp tục đẩy cho giá của Bitcoin tăng lên một cách rất là mạnh, có thể là sẽ chạm vào khu vực là 100.000 đô hoặc là hơn đó nữa hay các bạn. Lúc đó cũng có khả năng là Fed sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ, tiền sẽ được bơm vào nền kinh tế trở lại để kích thích sự phát triển kinh tế. Đó cũng chính là chất xúc tác rất là mạnh có thể đẩy cho giá của Bitcoin và thị trường crypto tăng mạnh trong năm 2025, giống như hai chu kỳ trước đó là năm 2017 và năm 2021. Ở năm 2020-2021 là sự kiện Covid khiến cho Fed phải bơm tiền để giải cứu nền kinh tế. Lúc đó tiền chảy vào thị trường crypto và thị trường tăng rất là nóng. Giai đoạn sắp tới là năm 2024-2025, chúng ta có thêm những quỹ đầu tư truyền thống đã bắt đầu nhảy vào thị trường crypto. Cho nên mình nghĩ rằng là nhịp sóng tăng lần này của thị trường uptrend sẽ trở nên rất là điên rồ. Vậy thì nếu như thị trường uptrend mạnh như vậy thì làm thế nào để x10 và x20 tài khoản? Câu này khá là dễ đúng không các bạn? Nếu như chúng ta biết rằng thị trường sẽ tăng thì tại sao chúng ta không mua trước khi giá tăng đúng không? Vì vậy đối với mình thì những việc mình sẽ làm sẽ là: đầu tiên là mình sẽ có một danh sách những đồng coin, đồng token chất lượng để hold
Danh sách này khá là quan trọng bởi vì trong hàng trăm, hàng nghìn token đang có ở trên thị trường mà chúng ta chỉ chọn ra 3 cho đến 5 đồng coin để hold mà thôi thì chúng ta đòi hỏi phải đọc rất là nhiều, tìm hiểu cũng như là phân tích. Với mình thì mình chọn ra được 5 đồng coin, đó là ETH, BTC, Solana, Arbitrum và C98. Mình sẽ dành ra một video riêng để nói về danh mục đầu tư của mình. Nếu như các bạn muốn đón xem thì nhớ comment phím 1 ở dưới phần comment của video này nha. Sau khi các bạn đã có được danh sách những đồng coin token chất lượng để hold rồi á, các bạn sẽ đến với bước thứ hai, đó là thực hiện chiến lược DCA để mua tích lũy. Như mình đã có chia sẻ rất là nhiều ở trên kênh YouTube này thì việc đón đáy và đón đỉnh của thị trường là việc rất là khó hả các bạn. Cho nên là mình luôn luôn thực hiện cái chiến lược đó là mình chia vốn ra và mua đều đặn vào để tích lũy hả các bạn. Và việc tích lũy này mình nghĩ rất là cần thiết. Miễn sao trước khi giá tăng mạnh thì các bạn phải hoàn tất việc mua gom tích lũy, đến khi giá tăng thì chúng ta mới có hàng để bán ra chốt lời. Đến với bước thứ ba, việc mà các bạn cần làm đó là cất giữ những đồng coin hay token mà các bạn đang hold á ở trong một cái ví cá nhân của các bạn. Việc này mình nghĩ rằng là rất là cần thiết, bởi vì là nếu như mà các bạn lưu trữ và cất giữ những đồng coin token ở trên các cái sàn giao dịch, mình thì nghĩ rằng là có rất là nhiều bạn đang cất giữ và hold coin ở trên các sàn giao dịch. Bỗng nhiên một ngày tài khoản của các bạn bị đóng băng bởi vì một cái lý do nào đó bạn bất khả kháng, hoặc là cái lý do xấu nhất đó là cái sàn đó giống như là sàn FTX bị sụp đổ đi chẳng hạn, thì lúc đó tiền của các bạn cũng bay mất. Còn khi cất giữ và lưu trữ ở trong ví cá nhân thì các bạn đang nắm hoàn toàn cái quyền kiểm soát tài sản và quyền truy cập vào cái ví đó, cho nên rất là an toàn. Và tới đây thì mình nghĩ rằng là có rất nhiều bạn sẽ hỏi rằng lưu trữ ở trong ví cá nhân thì làm như thế nào. Cá nhân mình thì mình dùng ví Coin98 để tạo ví multi-chain và cất giữ những cái đồng crypto, những đồng coin token mà mình đang hold ở trong cái địa chỉ ví đó. Và ví đó thì mình chỉ có mỗi mình là nắm giữ cái passphrase để truy cập vào cái ví đó ha các bạn. Khi mà các bạn tạo một cái ví ở trên ví Coin98 á thì các bạn sẽ có một cái passphrase và các bạn cần phải lưu cái pass đó lại và cất giữ ở nơi mà chỉ mỗi các bạn biết mà thôi. Các bạn có thể đọc bài viết hướng dẫn tạo ví Coin98 theo đường link mình để ở dưới phần bình luận của video này nha. Việc cần làm thứ tư là các bạn hãy theo dõi thị trường thường xuyên để cập nhật những chuyển động của thị trường ở trong giai đoạn uptrend, và từ đó các bạn sẽ có những cơ hội cũng như là lấy được những cái kinh nghiệm đầu tư khi mà thị trường uptrend để chúng ta đầu tư sang những chu kỳ sau đó. Và đó cũng là một cái cách mà các bạn có thể giúp các bạn kiếm tiền được ở trong thị trường tài chính này trong dài hạn. Đến với bước cuối cùng là chúng ta chỉ nên đầu tư với số tiền mà các bạn sẵn sàng bị mất nó đi thì các bạn cũng không sao cả, bởi vì nhìn chung á, thị trường crypto vẫn là một thị trường đang rất là rủi ro. Vì vậy, nếu như chúng ta không có quản lý rủi ro trước thì cái việc mà chúng ta bị áp lực về mặt tài chính nè, cho nên là cái tâm lý của chúng ta sẽ rất là hoảng loạn và từ đó sẽ đưa ra những cái quyết định rất là sai lầm. Cho nên là các bạn nhớ kỹ điều đó nha. Tóm lại, để kiếm được thật là nhiều tiền ở trong thị trường crypto khi mà bước vào giai đoạn uptrend năm 2024-2025 thì các bạn cần nhớ kỹ 5 điều này. Bước 1, có một danh sách coin token chất lượng để hold. Bước 2, thực hiện chiến lược DCA để mua tích lũy. Bước 3, giữ coin và token trong ví cá nhân. Bước 4, theo dõi thị trường thường xuyên. Và bước cuối cùng là chỉ đầu tư với số tiền có thể bị mất. Mình không phải là chuyên gia nên video này chỉ nên tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Các bạn đã và đang hold những đồng coin token nào? Nhớ để lại một bình luận dưới video này nha.